Bức ảnh đang được dân mạng chia sẻ nhiều trên các diễn đàn. Đây không phải lần đầu tiên dân mạng thấy những bức ảnh đứa trẻ theo cha mẹ đi kiếm tiền mưu sinh. Nhưng bức ảnh này vẫn gây ám ảnh, có lẽ là vì ánh mắt của đứa bé. Những bà mẹ có con cùng độ tuổi này, giống như người phụ nữ chụp bức hình, chắc hẳn có những cảm xúc đặc biệt. Giữa trưa nắng đi làm, nhìn thấy cảnh này chợt thấy xúc động quá. Mẹ bé đã chuẩn bị sẵn cho bé chiếc gối phía trước xe để đảm bảo an toàn cho bé, chứng tỏ hàng ngày bé vẫn theo mẹ đi xếp hàng. Cầu chúc hai mẹ con luôn bình an và gặp thật nhiều may mắn. Chỉ tại va vào đúng ánh mắt của bé con đáng yêu quá, nhìn cái tay bé xíu bấu chặt vào mẹ nên mình mới chú ý và đuổi theo chụp bức hình này. Ảnh này mờ chụp lúc 14 giờ ngày hôm nay ngày 20 tháng 9 trên đường Tây Sơn, gần cầu vượt Thái Hà, Hà Nội. Bản thân cũng đã lẻo đẻo theo mẹ đi làm, rồi giờ có con nhỏ nhưng may có bà trông cho. Lại đúng chiều nay bà bận, đang định tha con đến chỗ làm thì bố lại về trông được, ra đường gặp cảnh này. Thực sự thấy chạm vào đúng cái cảm xúc của mình, trong khi mình đang lo con mình phải đi ra trời nắng, bụi bặm, thì con nhà người ta cũng chỉ như con mình, đang phải mưu sinh với mẹ ngoài bụi đường. Ai cũng muốn an nhàn, ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất có thể cho con mình. Đừng ai hỏi những câu đau lòng, bố cháu đâu? Sao không gửi trẻ? Chỉ có cái, mẹ bé nên đội mũ bảo hiểm và nên mua cho bé một chiếc mũ, thêm khẩu trang nữa, Hà Nội dạo này bụi mịn nhiều lắm. Tài khoản Nguyễn Trang đăng trong nhóm đông thành viên của Facebook. Bức ảnh thu hút hàng nghìn lượt like chỉ sau vài giờ đăng tải. Đa phần dân mạng đều thông cảm cho tình cảnh của hai mẹ con và chia sẻ nỗi vất vả của người mẹ. Số khác thương đứa nhỏ sớm phải theo mẹ đi làm giữa trưa nắng. Thương con quá, nhưng được bên mẹ, con vẫn thấy bình yên nhỉ. Dù phải vất vả một chút nhưng được bao bọc bởi tình yêu thương của bố mẹ thì đứa bé đó vẫn hạnh phúc, tài khoản Thanh Quyền viết. Vì đồng tiền, gia đình họ phải gồng gánh nhau ra đường vào cái giờ nắng đỉnh điểm như vậy. Thế mà còn có những người khỏe mạnh, chỉ thích ăn bám cha mẹ, thành viên Hương gieo nhận bình luận. Nhìn kỹ mới thấy người mẹ không đội mũ bảo hiểm. Đứa bé cũng không có gì bảo vệ đầu, nguy hiểm lắm. Chị Úy nên mua cái ghế chuyên dùng cho trẻ em đi xe máy, bé được ngồi ghế vừa êm, vừa có chỗ để chân thoải mái, lại đỡ nóng hơn. Chúc hai mẹ con luôn khỏe mạnh và an toàn trong mỗi chuyến đi, một dân mạng có tâm nhắc nhở.